Xin chào các bạn, hôm nay đại lý Maluka Tuấn Đức chúng tôi xin giới thiệu các bạn một cái mẫu máy rửa chén độc lập hàng đứng của Maluka mang mã hiệu là QWQB12 trừ J7223 A-E5. Thì sản phẩm này thì nó được sản xuất với thương hiệu Maluka và nó có công suất là 1760 đến 2100W. Sản phẩm này thì nó sử dụng là hệ thống điều khiển điện tử, màn hình LED hiển thị. Có tổng cộng là tất cả là 8 chương trình rửa và sức chứa của cái bồn này là bồn có thể chứa tới 14 bộ chén. Đây là bên trong của cái chậu bồn rửa chén, đây là các cái thanh ô để mới qua đựng chén dĩa. Và ở cái sản phẩm này thì nó sử dụng cái hệ thống phun có thể là điều chỉnh được và chế độ sấy tự động, hẹn giờ thì có thể khởi động từ 1 đến 24 tiếng, điều khiển khay rửa một cách dễ dàng. Đây là cái chỗ để mà chúng ta điều chỉnh. Và có các chức năng về khóa an toàn và cho trẻ em. Sản phẩm này sử dụng là điện áp 220V và cái độ ồn của nó rất là thấp hơn 44 decibel. Và sản phẩm này thì nó kích thước của nó là sản phẩm này hiện tại thì đang được bán tại đại lý Tuấn Đức. Nếu các có nhu cầu muốn liên hệ đặt hàng để liên hệ với số tài hotline bên dưới hoặc là chỉ cần website tdm.vn. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.